Xin chào các khách hàng yêu của nhà Elmark, và lại là thương hiệu Elmark đây ạ. Thì hôm nay trong livestream ngày hôm nay thì bên em sẽ tặng đến các khách hàng yêu vô cùng nhiều ưu đãi, và đặc biệt quan trọng nhất đó chính là cảnh báo với mọi người hàng giả, hàng nhái đang trôi nổi trên thị trường và giả mạo sản phẩm của bên em nha. Đúng rồi. Và hiện tại bên tay của em đang một chiếc nồi đến từ thương hiệu Elmark đúng không em? Và để mà so sánh dễ dàng, đó là cả nhà chỉ cần nhìn vào cái nút tay cầm đây, và chỉ cần thấy đó là ở trên nút này nó sẽ có một những cái chữ sản phẩm, đó là đúng không ạ? Có tên thương hiệu Elmark này, và đặc biệt là bên em là tiếng Việt đây cả nhà ơi, là tiếng Việt nha. Hiệu Elmark bên em sẽ tặng cho cả nhà là chính là một cái sản phẩm lồng hấp như thế này đấy ạ. Wow, cực kỳ chất lượng, cực kỳ chắc chắn luôn cả nhà ơi. Còn bên đây thì đây là một sản phẩm trôi nổi thị trường bên ngoài thị trường, và trên tay cầm nếu như cả nhà để lo đó là đây là một sản phẩm thương hiệu từ tiếng Trung cả nhà nha. Một sản phẩm này, sản phẩm nhái thương hiệu của bên em thì bản hướng dẫn là bản tiếng Trung nha cả nhà. Đúng rồi. Còn bên em là bản tiếng Việt nha. Mà nếu như cả nhà mua sản phẩm thương hiệu Trung đó này, chắc chắn họ sẽ không có một cái nồi hầm như này, cái nồi hấp như này. Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Chỉ có bên em thì mới tặng cho khách hàng lồng hấp như thế này thôi cả nhà ơi. Và để chứng minh rõ cái công suất của cái sản phẩm nhái cũng như là cái sản phẩm chính hãng của bên em thì bây giờ bên em test trực tiếp cho cả nhà cùng xem luôn nha. Đúng rồi. Và hiện tại đây em đang có hai cái ni nước này. Đúng rồi. Nhà. Em sẽ test cho cả nhà cùng nhau luôn. Đúng rồi. Cùng nhau nha cả nhà ơi. Đó. Đi nước được cực kỳ nhiều luôn cả nhà. Và hiện tại em sẽ test thử hai cái ni này xem cái nồi nào. Nồi nào sẽ sôi nhanh hơn. Để cho mọi người thấy rõ được rằng là sản phẩm của bên em á với sản phẩm nhái thì bên ngoài có vẻ giống nhau nhưng mà bên trong không phải giống đâu nha. Sản phẩm của bên em chất lượng hơn rất là nhiều, và đặc biệt thì bên em sôi cực kỳ nhanh, nhiệt độ tản ra cực kỳ nhanh. Còn sản phẩm nhái thì công suất cực kỳ kém, nấu cực kỳ lâu, lại tốn điện năng của cả nhà nha. Nên cả nhà hãy cẩn thận khi mua sản phẩm nha. Wow. Và với một cái thương hiệu đến từ thương hiệu Elmark như này và chiếc nồi của nó ấy, cái viền bo nó cực kỳ chuẩn và sắc nét luôn cả nhà. Và ở bên ngoài đây nó phủ một lớp sơn đó là chống dơ, chống bẩn, cho nên khi mà mình nấu ăn ấy, những cái sản phẩm như là đồ mỡ này, đồ chiên dầu đúng không em, nó dính vô thì cả nhà lau cực kỳ dễ luôn. Còn với một cái sản phẩm đến từ sản phẩm trôi nổi từ bên ngoài thị trường ấy, cả nhà mua ấy thì bên ngoài nó là một cái lớp sơn nó cực kỳ trần xù đến cả nhà, cho nên khi mà mình nấu ăn đúng không em, đúng rồi, mình lau chùi cực kỳ khó. Đúng rồi. Và đặc biệt á, thương hiệu Elmark của bên em là một cái thương hiệu đã tồn tại trên thị trường hơn 5 năm rồi nha cả nhà. Bây giờ mọi người chỉ cần gõ Elmark này ở trên Google này, TikTok này, Facebook này, gõ cả Elmark là ra luôn nha cả nhà. Chỉ cần gõ Elmark thôi là ra ngay thương hiệu của bên em luôn. Trong khi các sản phẩm hàng giả nhái này, trang web võ vàng, đường link này, ấn vào đường link thì lỗi này, thông tin thì ít này. Vì vậy mọi người cẩn thận với các sản phẩm nhái trên thị trường nha. Đúng rồi cả nhà. Và chắc chắn khi mà cả nhà gõ từ thương hiệu Elmark lên trên mạng thì chắc chắn là gì? Hầu như những cái lượt comment này, những đánh giá của nó đúng không em? Đúng rồi. Hầu như là những cái sản phẩm cực kỳ chất lượng và được đảm bảo 1 năm cả nhà ơi. Đúng ạ. Chính sách bảo hành bên em cực kỳ tốt, cho khách hàng kiểm tra hàng thoải mái này, bảo hành 1 năm này, và đặc biệt là miễn phí ship luôn. Mọi người cứ kiểm tra hàng thật kỹ cho em nha. Kiểm tra hàng thật kỹ bên em cho khách hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Với hiện tại đang có chương trình livestream ngày hôm nay và cái giá là bao nhiêu nhỉ? Trong buổi livestream ngày hôm nay á, sản phẩm với một cái sản phẩm mà trái hàng thì chi ân khách hàng yêu thì bên em giảm giá lên tới 50% luôn, lớn luôn 50%. Bao nhiêu anh nhỉ? 599.000 cả nhà ơi. 599.000 một cái sản phẩm chất lượng như thế này đấy ạ. Đặc biệt lồng hấp bên em tặng miễn phí luôn, không hề lấy tiền lồng hấp bên nhà cả nhà. Em chào anh Huy nha, anh Huy vui lòng để số lại giúp em nha anh Huy. Đúng rồi ạ. Anh NL Nhân. Đúng rồi, em bên em đã nhận được thông tin giới thiệu rồi. Hiện tại em đã thấy là có rất nhiều người đã đặt đơn hàng ở dưới. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và bây giờ em sẽ có những bộ phận sẽ liên hệ cho anh chị trực tiếp. Hiện tại thì có bao nhiêu đơn hàng đấy nha? 12 đơn đặt hàng rồi cả nhà ơi. 12 đơn đặt hàng rồi. Sản phẩm này cháy hàng bên em chỉ còn tầm 95 sản phẩm bên kho thôi ạ. Cực kỳ hết bên cả nhà. Đúng rồi ạ. Hiện tại đã có 12 đơn đặt hàng rồi. Chưa tới 2 phút có 12 đơn đặt hàng. Bây giờ hiện tại thì rõ được cái sức cháy của sản phẩm này bên em như thế nào ạ? Bây giờ nha cả nhà ơi. Bây giờ đấy ạ. Bên em cùng một thời gian như nhau, mà nước của bên em thì đã sôi sùng sùng như này rồi. Mọi người thấy hơi tí không ạ? Nó cực kỳ nhiều luôn. Anh nghiêng cho mọi người thấy được rõ cái độ sôi này. Wow. Đây, anh sẽ nhìn cho cả nhà cùng xem này. Mọi người thấy gì không ạ? Sôi đúng ạ, sôi cực kỳ nhiều, còn nước bên này đó mọi người thấy không? Nước bên này thì chưa hề có dấu hiệu sôi luôn nha. Chỉ mới hơi lăn tăn ở dưới đáy nồi thôi là mọi người đã thấy rõ được cái công suất của bên em như thế nào rồi đúng không ạ nha? Có thể sản phẩm bên em nó sẽ chênh hơn những sản phẩm bên ngoài, những sản phẩm không chất lượng thì nó sẽ chênh một chút, nhưng mà quan trọng là gì? Chất lượng đúng không em? Chất lượng phải đi đôi với giá cả, mà giá cả của bên em là giá cả đã ưu đãi đấy cả nhà. Ưu đãi 50% với khách hàng yêu luôn.
nên cả nhà hãy lựa chọn những sản phẩm cực kỳ chất lượng nhất để có thể làm gì? Mình nên mua và mình sử dụng về nhà, đúng không em? Đúng rồi, thứ nhất là vừa đảm bảo cho gia đình của mình này, vừa tiết kiệm điện năng này, và bên cạnh đó thì hàng giả fake thì mọi người biết là chất lượng của nó sẽ không phải tốt. Đúng rồi. Thứ nhất là vừa tốn tiền của mình này, vừa tốn điện này, và vừa tốn công mình nấu nữa. Đúng rồi. Và đặc biệt là nồi của bên em có một lớp chống dính, mọi người chiên này, mọi người xào, mọi người rán, mọi người nấu bất kỳ món gì cũng được nha, không hề lo bị dính mắc nồi. Mà đặc biệt nhất là vệ sinh, đúng không anh? Đúng vệ rồi. Sinh thì cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản. Đấy cả nhà, xui quá nhiều luôn. Bên này đấy ạ. Cùng một thời gian là bên em sâu sùng sụng như này đấy. Còn bên này chỉ mới hơi lăng tăng. Và bây giờ thì mới có một khói một xíu nữa nha cả nhà. Vì vậy mọi người hãy cẩn thận hàng giả nhá nhá. Đúng rồi, con trơn trời đứng. Cả nhà cũng nhanh chóng đặt đơn hàng cho mình, đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Hãy nhanh tay để lại thông tin và số điện thoại ngay dưới video này để chốt ngay đơn hàng nha. Hiện tại thì cái livestream giảm giá của bên em là chỉ trong video này thôi. Vì vậy nên mọi người hãy nhanh tay để số điện thoại ngay dưới video này. Nhân viên của bên em sẽ liên hệ trực tiếp, tư vấn kỹ càng và chốt đơn cho cả nhà nha.